Xin mến chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình chia sẻ máy Kubota DC70 độ luôn các bạn. Máy này thì của anh Linh ở xã Ngọc Thuận, huyện Nhân Trạch các bạn ơi. Hiện tại thì mình cũng quay máy anh được mấy clip rồi các bạn. Nay gặp mấy anh ở bên xã Ngọc Thuận các bạn ơi. Hiện tại thì anh đang thu hoạch giống lúa OM318 nè các bạn. Con lúa này thì trên mình cũng hết làm ha. Tiếp tục khởi động chạy ha. Cái bờ kinh rất là xa, nhưng mà chiếc máy kéo phải kéo lúa tới đầu bờ kinh ngoài kia các bạn. Mấy anh tiếp tục chạy ra các bạn. Ở đây có mấy gốc cây nữa. Qua bờ tắt máy luôn. Tiếp tục chạy máy kéo ra nha các bạn. Thì trên bờ kinh quá lắc rồi. Ồ, lên tốc độ các bạn ơi. Máy kéo này của anh Linh nè các bạn. Đây hai chiếc đang đổ vô các bạn ơi. Đây bên máy của anh Linh còn một len ở giạc bên đây các bạn. Vụ này nhằm khi có đất lúng nữa các bạn, độ chạy cũng không nhanh bằng vụ đông xuân ha. Cháy lá các bạn, máy chạy rất là bụi luôn, xịt bụi rồi. Thank you.
rồi tắt máy. Không đó lắc lắc kìa. Ê ê ê ê rồi. Chở chị chủ ruộng vô luôn. Nghi nghi vậy. Nên đợi lúa nha các bạn ơi. Và có cái bờ đó. Chiếc này chở nhiều hơn chiếc nãy. Rồi bắt đầu di chuyển nè các bạn ơi. Kéo vô các bạn, mấy kéo này của 205 cũng anh Linh ở gần nhà của anh tài xế bên đây nữa. Bây giờ mà không hết bao là ông cắt rồi cái cù này đúng không các bạn. Rồi ông bào xíu rồi xong. Mai chạy ngày bốn mấy công các bạn. Đây đất rộng. Kéo đang di chuyển lên dốc các bạn ơi. Cái đường rất là xa, dưới cái đường khó chạy nên chở không được nhiều các bạn. Mên máy này thì ở xã Ngọc Thuận nha các bạn. Chuyển dòng vô.